rồi bị hội chứng kích thích đau bụng hay ăn đồ lạ thì cái này ngày hôm qua cũng đã nhắc quý vị rồi tức là khi chúng ta phải tập lắng nghe cơ thể của mình mỗi người phải tập lắng nghe cơ thể của mình cho dù cái thức ăn đó nó có nấu chín hay là nó còn sống mà nếu chúng ta ăn không có cái sự tập trung không có chánh niệm không có sự trân quý không có sự kết nối trọn vẹn thậm chí như chúng ta không có buông xả được những cái chấp trước của mình những cái nhận thức không đúng đắn của mình thì cơ thể nó phản ứng còn nếu như chúng ta đưa vào với sự tỉnh giác trọn vẹn với ý thức trân quý thực sự thì chúng ta nên nhớ rằng cái nguyên tắc của vũ trụ khi mình đưa vào để duy trì cái sự sống của mình với những thức ăn càng tự nhiên bao nhiêu càng đơn giản bao nhiêu càng thuần khiết bao nhiêu thì nó sẽ cho mình cái sự đơn giản, nó sẽ cho mình thanh tịnh, nó sẽ cho mình cái sự thuần khiết. Và bây giờ quý vị thấy, bây giờ chẳng hạn như một cái củ khoai lang, củ khoai tây, củ cà rốt. Quý vị có nhổ nó ra khỏi cái mặt đất đi. Quý vị để nó vài ngày nó có khô đi. Nhưng mà bây giờ quý vị ngâm vào nước nó sẽ bắt đầu nó tươi lên nó sẽ bắt đầu nó mọc mầm cho nó xuống đất nó sống lại bây giờ một cọng rau quý vị cắt khỏi cái cây cắt khỏi cái gốc cắt khỏi cái rễ quý vị để một thời gian nó héo nhưng mà khi mà mình đem mình ngâm nó vào nước nó vẫn tươi lên thậm chí như nó sẽ bắt đầu nó mọc rễ ra để nó có thể tiếp tục sự sống của nó được nhưng mà một con gà một con cá một con tôm bây giờ mình vớt nó ra khỏi cái môi trường sống của nó là nước quý vị để một lát nó chết nó hôi thối Nghe? quý vị đem thả vào nước nó sình nó hư nó thối nó có đem lại sự sống cho nó không không bây giờ quý vị cắt một cái vây cá quý vị cắt một cái cánh gà cắt một cái chân con gà nó có mọc lại cho mình không không Nha vậy thì khi mà chúng ta thấy rằng mình đang sử dụng cái tươi sống để nuôi dưỡng sự sống thì nó sẽ đem lại sự sống cho mình thực sự còn nếu mình dùng những cái chết nha, mình nuôi dưỡng sự sống của mình thì nó sẽ không có trọn vẹn thành ra do cái nhận thức của mình do cái nhận thức của mình do cái cài đặt của mình nó bị lâu quá rồi thành ra nó băng phản ứng nếu như mình cứ tiếp tục theo những cái thói quen cũ của mình mà không thay đổi được thì nó sẽ không giúp cho mình làm mới lại được cái con người của mình vậy thì mình phải tập ăn chậm lại một tí xíu tập ăn có chánh niệm có sự trân quý và hiểu biết đúng nguyên lý và dĩ nhiên không phải tất cả mọi thứ mình đều có thể ăn sống được hết cả mình phải biết ăn sống như thế nào lấy ví dụ như một cái hạt đậu khi mình ăn sống nó rất là cứng nó rất là hăng nhưng mà khi mình bắt đầu mình ngâm nước mình cho nó nảy mầm vừa phải tức là khoảng chừng nửa phân đến một phân thì nó sẽ mềm, nó sẽ ngọt, nó sẽ thơm. Nhưng mà mình để nó mọc mầm dài quá khoảng chừng 5-3 phân như cái cộng giá của mình thì nó bắt đầu nước nhiều quá nó nhạt có thể nó hôi, có thể nó thối rửa phần rễ của nó. Vậy thì có những cái thứ mình phải biết là anh sống ở cái cách nào giai đoạn nào rồi một cái điểm khác nữa là trong thực phẩm của mình có những thứ mình được quyền ăn sống hoàn toàn có những thứ mình được quyền ăn nửa sống nửa chín có những thứ mình cần phải ăn chín mà chín nấu như thế nào bởi vì cái cách sử dụng lửa cách sử dụng lửa biết sử dụng lửa là một bước tiến hóa trong lịch sử của nhân loại trong cái vũ trụ này 25 ngàn năm trước con người vượt lên khỏi những động vật khác là nhờ biết sử dụng lửa vậy thì mình cũng phải hiểu cái nguyên lý này chứ không phải trong bữa ăn của mình toàn bộ thức ăn nấu chín mà cũng không phải là toàn bộ thức ăn phải ăn sống đó là lý do tại sao có những người người ta đi vào một cái thái cực thức ăn toàn nấu cho chín nát nhừ hầm cho nó nhừ ra hết rồi một cái thái cực khác ngày nay có một số phong trào là ăn toàn bộ ăn sống hết thì cái này nó cũng đều không phải thực tế là con người chúng ta cần phải làm sao sống linh hoạt và chỉ có mình mới là người biết lắng nghe cơ thể của mình và điều chỉnh nó điều chỉnh từ cái thể chất cho tới cái nhận thức của mình chứ không thể ăn hoàn toàn chính như xưa không có thể thêm gia vị nhiều quá không có thể nấu cầu kỳ rắc rối quá mà cũng không thể ăn sống hoàn toàn đó là những cái điểm mà chúng ta thường hay bị mắc kẹt thì chúng ta cũng phải tập điều chỉnh cái này vậy thì ăn chậm lại ăn chậm lại ăn khô hơn đối với những người này thì sẽ ăn đồ chát nhiều hơn ăn thêm cái chết chát vào thì nó sẽ không có bị những cái phản ứng này